Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 126 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm đạo độc hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ trong tầng bây bạch y lão già nhìn nam tử trung niên trong ánh sáng vàng bên dưới nhẹ giọng bảo lão tổ hiên viên gia lão tổ hiên viên gia đã từng là đại diện của một thế hệ lão tổ hiên viên gia liếc mắt nhìn xung quanh trong mắt lóe lên vẻ mê mang nhưng dần dần ánh mắt của hắn ta trở nên rõ ràng hơn nơi này là kiếm tông lúc này lão già lưng còng bên dưới hơi cúi người trước nam tử trung niên con cháu tham kiến tổ tiên Nam tử trung niên nhìn lão già lưng còng phía dưới, nhẹ giọng nói, xem ra, hiền viên xa ta gặp phải người không thể địch lại rồi. Lão già lưng còng lại cung kính hành lễ, con cháu vô năng. Nam tử trung niên nhìn về phía nhị nha ở phía xa. Nhị nha đang ăn kẹo hồ lô, trông rất bình tĩnh. Cả đời này, nàng chỉ từng sợ hai người, không đúng nên nói là hai rưỡi chứ. Ngoại trừ họ ra, nàng còn từng sợ ai? Còn từng sợ ai nữa chứ? Nam tử trung niên nhìn nhị nha, nhẹ giọng hỏi, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Từng gặp sao? Nhị nha liếc mắt quan sát nam tử trung niên lắc đầu, chưa. Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, người có quen một nam tử thanh sam là kiếm tu không? Nhị nha gật đầu, đó là dương ca của ta. Nghe vậy, sắc mặt của nam tử trung niên hơi thay đổi. Người là gì của hắn ta? Nhị nha lạnh lùng đáp, không phải đã nói rồi sao, là dương ca của ta, ta theo hắn lăn lộn. Vẻ mặt của nam tử trung niên dần dần ôn hòa. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Nhị Nha nhún vai, không biết, chẳng qua chắc là cách nơi này rất xa. Nói xong nàng nhìn về phía nam tử trung niên, đánh nhau không, ngươi chắc vẫn được tính là đánh giỏi đấy. Nam tử trung niên im lặng, mà cách đó không xa, sắc mặt của lão già lưng còng hơi nặng nề. Hắn ta cảm thấy sự việc có hơi không ổn. Lúc này đột nhiên nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta liếc mắt quan sát Diệp Huyền. Sau đó trong mắt lóe lên một tia khác thường. Huyết mạch của hắn... Nói xong, hắn ta bất chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nhìn chằm chằm vào hắn. Người và hắn ta có quan hệ gì? Hắn ta sao? Diệp Huyền nhíu mày. Ai? Nam tử trung niên đáp. Nam tử thanh sam kia. Nam tử thanh sam, diệp huyền nghĩ ngợi sau đó nói ta có quan hệ gì với hắn ta lẽ nào trong lòng tiền bối không tự biết sao? tiểu nữ hải chớp chớp mắt nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào diệp huyền rất lâu cuối cùng hắn ta mở lòng bàn tay xa kiếm thủ trong tay diệp huyền bay vào trong tay hắn ta thanh kiếm hơi run lên giống như đang nói gì đó trong mắt nam tử trung niên lóe lên vẻ phức tạp đã lâu không gặp nói xong hắn ta nhìn về phía diệp huyền Tại sao ngươi muốn diệt hiên viên gia ta? Diệp Huyền cười đáp, tiền bối cũng không phải ta muốn diệt hiên viên gia ngươi, mà là hiên viên gia ngươi muốn diệt ta. Nam tử trung niên hơi nhíu mày. Tại sao? Diệp Huyền nở nụ cười, chỉ về phía lão già lưng còng, tiền bối có thể hỏi hắn ta. Nam tử trung niên quay người, nhìn về phía lão già lưng còng. Sắc mặt của lão già lưng còng cực kỳ khó coi. Tổ tiên, chuyện này... Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Người nói đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó kể lại đầu đuôi ngọn ngành sự việc, không thêm mắm dặm muối quá nhiều. Sau khi nghe xong lời của Diệp Huyền, sắc mặt quấn nam tử trung niên u ám đáng sợ, mà cách đó không xa, lão già lưng còng đó cũng túa mồ hôi lạnh. Diệp Huyền này là ma quỷ sao? Vậy mà tổ tiên của mình còn biết hắn, sao có thể như vậy được? lão già lưng còng đã hoàn toàn ngu người rồi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía lão già lưng còng, làm mất hết mặt mũi của ta. Sắc mặt của lão già lưng còng thay đổi, hắn ta vội vàng quỳ xuống run rẩy nói, tổ tiên, ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền chợt bảo, tiền bối, hiên viên gia là bị người ta lợi dụng. Nói xong, hắn chỉ về phía xa trong tầng mây, chính là bọn họ, thần điện, bọn họ đang lợi dụng hiên viên gia. Nam tử trung niên ngẩng phát đầu lên, nhìn vào trong tầng mây. Trên tầng mây, đôi mắt của bạch y lão giả đó hơi híp lại. Trong lòng bàn tay của hắn ta, lặng lẽ ngưng tụ ra một luồng sức mạnh. Nam tử trung niên vung tay phải lên, kiếm khởi. Vừa dứt lời, kiếm thủ đột nhiên hóa thành một luồng sáng vàng, vọt thẳng lên trời. Trên tầng mây, bạch y lão giả cười lạnh. Chỉ là một phân thân mà thôi. Vừa dứt lời, hắn ta chờ tay tung một trường, một cơn lốc xoáy màu đen chợt phun ra từ lòng bàn tay của hắn ta. Nó nhanh chóng hút lấy kiếm quang kia vào trong, nhưng rất nhanh kiếm quang đã trực tiếp chém nát cơn lốc màu đen kia, sau đó hóa thành một đường kiếm quang chém về phía lão giả. Sắc mặt của bạch y lão giả thay đổi, đột nhiên cơ thể hắn ta dướn tới, sau đó tung một trường, vô cực, quyền sung, kiếm thủ trực tiếp bị quyền thế đó ngăn lại. Bạch y lão giả nhìn tộc trường vu tộc ở bên dưới tức giận quát, còn không dùng con áp chủ bài sao. Bên dưới tộc trường vu tộc im lặng một lúc, sau đó hắn ta mở lòng bàn tay ra, một đường huyết quang vọt thẳng lên trời. Trong huyết quang là một cự phủ màu đỏ máu. Trong nháy mắt, huyết phủ đó xuất hiện một mùi máu tanh tưởi ngập trời lập tức tràn ngập trong sân, khiến cho người ta buồn nôn. Tộc trưởng vu tộc giận dữ gầm lên, mời tổ tiên. Mà lúc này, tiểu nữ hài cách đó không xa, nhìn cự phủ màu máu kia, nhẹ giọng hỏi, đây không phải diều của Dương ca sao? Tiểu nữ hài nhìn huyết phủ đó mà hơi nhíu mày lại, trong mắt mang theo vẻ nghi ngờ. Huyết phủ, trong ánh mắt của tất cả mọi người, huyết phủ này đột nhiên run lên, rất nhanh một nam tử đã xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Tiểu nữ hài quan sát nam tử đó, vẻ mặt của nam tử lạnh lùng, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Ai muốn diệt vu tộc ta, Bên dưới, tộc trường vu tộc vội vàng cung kính hành lễ, sau đó chỉ vào tiểu nữ hài và giản tự tại cách đó không xa. Tổ tiên là bọn họ. Nam tử nhìn về phía tiểu nữ hài và giản tự tại. Ngay khi nhìn thấy tiểu nữ hài, hắn ta chợt sững sờ. Ngay sau đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Người, người... Tiểu nữ hài chớp mắt. Người biết ta sao? Ngón tay của nam tử hơi run lên. Người... Sao ngươi lại ở đây? Tiểu nữ hài nhíu mày. Ta không biết ngươi nam tử trầm giọng nói ngươi là ác thú bên cạnh lão tổ lão tổ sao tiểu nữ hài nhíu mày chặt hơn ý ngươi là dương ca sao dương ca nghe thế mí mắt của nam tử nhảy lên hắn ta gật đầu là lão tổ tiểu nữ hài lắc đầu dương ca là lão tổ của các ngươi sao sao ta không biết nam tử hơi do dự sau đó đáp lão tổ không phải là người của vu tộc ta nhưng hắn ta có huyết mạch của một vị tổ tiên vu tộc ta tiểu nữ hài vẫn lắc đầu không biết nam tử vung tay phải một bức họa hiện ra trước mặt tiểu nữ hài trong bức họa là một nam tử mặc khôi giáp trong tay hắn ta cầm một cây xìu không đầu nam tử nhìn tiểu nữ hài đây chính là vị lão tổ trước kia của vu tộc ta tiểu nữ hài liếc mắt nhìn bức họa kia sau đó nói không biết nam tử trầm giọng bảo nhưng ta biết ngươi tiểu nữ hài gật đầu vậy ngươi muốn đánh nhau không Nam tử vội vàng lắc đầu, "Không, không đánh." Tiểu nữ hài nói, "Nhưng người của vu tộc ngươi muốn đánh người bạn này của ta." Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngay khi thấy hắn, hắn ta lập tức dừng lại, sau đó hắn ta trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền không có cách nào phản ứng lại, mạnh quá, sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề, thực lực của mấy người này thật sự sâu không lường được. Nam tử nhìn hắn, "Ngươi là gì của hắn?" Là gì sao? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Nam tử thanh sam đó sao? Nam tử gật đầu. Đúng. Diệp Huyền hơi do so dự. Sau đó đáp. Ta là gì của hắn? Trong lòng tiền bối không tự biết sao? Tiểu nữ hài... Nam tử nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, sau đó hắn ta quay người nhìn về phía tộc trường vu tộc đó. Lúc này, cả người tộc trường vu tộc đang run rẩy. Tổ tiên của mình cũng quen Diệp Huyền này luôn. Thế này... Đầu óc của tộc trưởng Vu tộc đã trống rỗng, nam tử nhìn hắn ta, đồ ngu nhà ngươi, đồ ngu, ngươi muốn Vu tộc ta tận diệt có đúng không? Tộc trưởng Vu tộc lau mồ hôi, tổ tiên hắn là Nam tử hít một hơi thật sâu, sau đó quay người nhìn về phía tiểu nữ hài, đây là hiểu lầm thôi, một hiểu lầm to lớn. Tiểu nữ hài nhún vai, không đánh nữa sao? Nam tử vội nói, không đánh, không đánh, đều là người một nhà, đánh cái gì chứ? Người một nhà Diệp Huyền Nam tử nhìn về phía tộc trưởng Vu tộc đó tức giận nói, còn không mau về đi. Tộc trưởng Vu tộc nuốt nước miếng, tổ tiên chuyện này ánh mắt của Nam tử dần dần lạnh lùng. Thấy một màn này, tộc trưởng Vu tộc vội vàng quay người rời đi. Hắn ta biết tổ sư nhà mình đã nổi sát ý rồi. Tộc trưởng Vu tộc đã chạy. Trần Biệt Giang của kiếm Vũ môn và lão già lưng còng của Hiên Viên tộc đứng bên cạnh đều ngây người chuyện gì thế này là sao đây lúc này lão già lưng còng nhìn về phía trần biệt giang vị tổ sư của kiếm vũ môn ngươi có quen biết hắn không trần biệt giang gằn giọng đáp tuyệt đối không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lão già lưng còng im lặng sau một lúc hắn ta nhìn về phía tổ tiên của hiên viên gia giữa không trung lúc này tổ tiên của hiên viên gia đã ép bạch y lão già kia lùi đến gần nghìn trượng Tổ tiên hiên viên già lạnh lùng nhìn bạch y lão giả. Người là người của thần điện. Bạch y lão giả hơi hít mắt lại. Người biết thần điện sao? Tổ tiên hiên viên già im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn đang nhằm vào ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Tổ tiên hiên viên gia trầm giọng bảo, xin lỗi, phân thân này của ta không thể làm được quá nhiều. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, rốt cuộc thần điện này là một thế lực như thế nào? Tổ tiên hiên viên xa nhẹ giọng đáp, một thế lực vô cùng cổ xưa, năm đó ta đã từng tiếp xúc với bọn họ một lần. Thế lực này rất không đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng, rất không đơn giản. Rõ ràng, thực lực của thần điện này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc này, tiểu nữ hài cách đó không xa, đột nhiên nói, thần điện đang ở đâu? Tổ tiên hiên viên xa nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu nữ Hải nói, ta đi đánh nực cười đúng lúc này bạch y lão già trong tầng mây bật cười lạnh lùng chỉ dựa vào ngươi sau nhị nhà liếc mắt nhìn bạch y lão già ngay sau đó nàng trực tiếp biến mất một luồng sức mạnh cường đại vọt thẳng lên trời luồng sức mạnh này cực kỳ khủng khiếp nó đi qua nơi nào không gian ở nơi đó trực tiếp nứt vỡ từng mảng nhìn thấy một màn này sắc mặt của bạch y lão giả giữa không trung kia thay đổi hắn ta cũng không dám tiếp một quyền này của tiểu nữ hài mà lui về phía sau chừng nghìn trượng một lần lui này khiến một quyền của tiểu nữ hài trực tiếp đánh hụt nhưng không gian mà bạch y lão giả đứng lúc đầu đã biến thành một vùng đen kịt tiểu nữ hài nhìn về phía lão giả phía xa nàng cầm một cây kẹo hồ lô lên liếm sau đó nói lão giả dám tiếp một quyền của ta không lão già nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài. Ngươi đừng khoa trương, ngươi mãi mãi không có cách nào tưởng tượng được sự cường đại của thần điện chúng ta đâu. Chỉ biết võ mồm thôi. Tiểu nữ hài lắc đầu, ngay sau đó nàng đột nhiên biến mất. Trong sân có tiếng nứt vỡ vang lên, phía xa sắc mặt của bạch y lão già lập tức thay đổi. Hắn ta lùi nhanh lại, cùng lúc đó đột nhiên hắn ta lấy ra một lá bùa màu vàng. Lá bùa màu vàng đó hóa thành một luồng sáng vàng bắn về phía tiểu nữ hài. Trong nháy mắt, không gian xung quanh tiểu nữ hài trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền ở bên dưới thay đổi. Mà đúng lúc này, một tiểu nữ hài bước ra từ trong ngọn lửa đó. lông tóc không hề tổn thương. Diệp Huyền lập tức thở vào một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nhục thân của tiểu nữ hài thật sự quá đáng sợ. Lúc này, dạn tự tại bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, cơ thể nàng ta đã hơi hư ảo rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài rất nhanh, sắc mặt đã thay đổi. Vì hắn phát hiện ra cơ thể của tiểu nữ hài đã hư ảo hơn rất nhiều. Mà đúng lúc này, đột nhiên lão giả đó giận dữ quát, vạn pháp, điêu hồn. Vừa dứt lời, không gian xung quanh bất chợt xung chuyển. Rất nhanh, trong phạm vi vạn dặm không gian xuất hiện những phù văn màu vàng kỳ quái. Cùng với sự xuất hiện của những phù văn màu vàng này, những luồng sức mạnh thần bí hiện ra ở xung quanh. Lúc này, Giản Tự Tại ở bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày lại, không ổn. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía nàng ta, sao vậy? Giản Tự Tại trầm giọng đáp, những luồng sức mạnh kia đang nhanh chóng tiêu hóa linh khí trong cơ thể bọn họ. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hài, lão tổ tiên Hiên Viên gia và cả lão tổ Vu tộc, lúc này cơ thể của ba người này đều đang càng ngày càng hư ảo. Cách đó không xa, lão tổ Hiên Viên gia nhìn Bạch Y lão giả, thần điện ngươi còn sở hữu thủ đoạn bậc này sao?" Bạch Y lão giả không để ý đến hắn ta mà nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài, đang định nói thì đúng lúc này, đột nhiên tiểu nữ hài cất cây kẹo hồ lô đi, nàng nhìn Bạch Y lão giả, ta rất giận, vừa dứt lời, nàng giẫm mạnh chân phải xuống, dưới chân một mảnh không gian sụp đổ. Trong nháy mắt, đám người Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui lại gần trăm trượng, duy chỉ có giản tự tại là đứng nguyên tại chỗ bất động, mà lão tổ Hiên Viên gia và lão tổ Vu tộc cũng lùi lại mấy chục trượng. Trong nháy mắt tiểu nữ Hải biến mất đó, sắc mặt của Bạch Y lão giả lập tức thay đổi, hắn ta quay người chạy trốn, mà lúc ấy tốc độ của tiểu nữ Hải còn nhanh hơn trước đó gần gấp đôi thấy một màn này trong lòng của bạch y lão giả kinh hãi hắn ta xoay tay phải một cái thuẫn to màu đen gì xuất hiện trước mặt hắn ta cái thuẫn này vừa xuất hiện một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên ngưng tụ ra từ bên trong nó không gian xung quanh bắt đầu dao động điên cuồng không chỉ như vậy trên cái khiên đó còn xuất hiện một mai rùa màu đen trên mai rùa còn cả một phù ấn màu đen phù ấn xoay vòng tàn ra ánh dáng đen bảo vật đăng phong cảnh lúc này tiểu nữ hài đã vung nắm đấm tới một mảnh không gian đột nhiên sụp đổ biến thành một vùng tối tăm mọi người nhìn về phía không trung lúc này bạch y lão giả cách đó đã lùi lại nghìn trượng không chỉ như vậy nhục thân của hắn ta đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa chỉ còn lại linh hồn hơn nữa linh hồn này cực kỳ hư ảo gần như trong suốt về phần bảo vật đăng phong cảnh mà hắn ta vừa lấy ra kia đã hóa thành bột phấn không lưu lại một chút cặn bã nào. Lão tử bạch y nhìn về phía tiểu nữ hài phía xa, về mặt dại ra. Ngươi, rốt cuộc kia là quái vật gì? Lúc này hắn ta đã thật sự sợ rồi. Bảo vật vừa rồi chính là đăng phong cảnh đó. Đăng phong cảnh. Thế nhưng chỉ một quyền đã đánh nát như nó rồi. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Tiểu nữ hài không trả lời. Nàng đang định ra tay lần nữa. Mà đúng lúc này nàng chợt nhíu mày lại vì cơ thể nàng đang biến mất với tốc độ cực nhanh linh hồn đây không phải là bản thể của nàng thậm chí còn không thể tính là linh hồn tiểu nữ hài im lặng một lúc sau đó nhìn về phía chân trời xa xăm nhẹ giọng nói không thể chơi nữa vừa dứt lời cơ thể của nàng hoàn toàn biến mất mà bên dưới lão tổ hiên viên xa và lão tổ vu tộc cũng đồng thời trở nên hư ảo chưa đến một lúc hai người đã trực tiếp biến mất dạng Thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức nặng nề hẳn đi. Hắn không ngờ thần điện này lại có trận pháp bà môn như vậy. Lúc này, bạch y lão giả giữa không trung chợt cười dữ tợn. Diệp Huyền, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Trần Biệt Giang của kiếm vũ môn đó. Triệu hồi lão tổ, chỉ cần kiếm vũ môn ngươi kéo chân nữ nhân bên cạnh hắn. Hôm nay, Diệp Huyền chắc chắn sẽ chết. Trần Biệt Giang lại hơi so sự. Thật ra hắn ta có hơi sợ vì lão tổ của hiên viên tộc và vu tộc đều quen Diệp Huyền. Dường như biết Trần Biệt Giang nghĩ gì, bạch y lão giả kia tức giận quát lên. Lẽ nào hắn ta là thần tiên hay sao? Mau triệu hồi tổ tiên của kiếm vũ môn ngươi, mau lên. Trần Biệt Giang im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói với giọng dữ tợn. Diệp Huyền, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, hắn ta lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng vọt thẳng lên trời. Rất nhanh, trong luồng sáng đó đã ngưng tụ ra một nữ tử, tổ sư của kiếm vũ môn. Cho dù là kiếm vũ môn hay là hiên viên tộc hoặc là vu tộc, người sáng lập trước kia của mấy thế lực này đều có thể nói là cường giả đỉnh cấp nhất ở thời đại đó của bọn họ. Thậm chí có người còn là số một đương thời, vô địch thiên hạ. Ví dụ như tổ sư của kiếm vũ môn. Không ai biết tổ sư của kiếm vũ môn này tên là gì, chỉ biết nàng quyền kiếm vô song, đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Chẳng qua, thời gian nàng xuất hiện ở huyền hoàng đại thế giới rất ngắn, giống như sao băng, hiền hách một thời, tổ sư của kiếm vũ môn. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn luồng ánh sáng trắng đó. Trong bóng tối, huyền hoàng chủ nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng kia, tổ sư của kiếm vũ môn, một khắc này vẻ mặt của nàng nặng nề vì người biết nhiều hơn người bình thường có thể nói trong các đại tổ sư của mấy thế lực này ngoại trừ thần điện gia thì tổ sư của kiếm vũ môn chắc chắn là người mạnh nhất mạnh nhất vì năm đó tổ sư của huyền hoàng giới lý huyền y đã từng đánh giá về tổ sư của kiếm vũ môn này xinh đẹp bao nhã số một thiên hạ Vô địch đương thời, đây chính là tổ sư của kiếm vũ môn, là người kinh diễm nhất thời đại ấy. Rất nhanh, trong ánh mắt của tất cả mọi người, trong ánh sáng trắng ngưng tụ ra một nữ tử, nữ tử mặc áo màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, bên hông dắt một hồ lô rượu, ánh mắt của nàng bình tĩnh, bên dưới vẻ mặt của đám người Diệp Huyền trở nên vô cùng nặng nề, trong mắt giản tự tại cũng mang theo vẻ nghiêm túc, nguy hiểm một khắc này nàng cảm giác được nguy hiểm diệp huyền cũng cảm giác được nguy hiểm thực lực của tổ sư kiếm vũ môn này tuyệt đối trên lão tổ tiên hiên viên gia và lão tổ vu tộc thấy nữ tử áo bào trắng trần biệt giang của kiếm vũ môn liên tục cung kính hành lễ tham kiến sư tổ nữ tử áo bào trắng không hề để ý đến trần biệt giang nàng trực tiếp quay người nhìn về phía diệp huyền ở bên dưới thấy thế sắc mặt của diệp huyền lập tức thay đổi Nữ nhân này còn nhớ mình sao? Lúc này, nữ tử áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và giản tự tại. Giản tự tại không ra tay vì nàng không cảm giác được ác ý. Nữ tử áo bào trắng chỉ nhìn Diệp Huyền như vậy. Một lúc sau, ánh mắt nàng xuất hiện sự thay đổi. Thấy một màn này, Trần Biệt Giang ở cách đó không xa và bạch y lão già ở giữa không trung kia trực tiếp ngây người. Lại biết Diệp Huyền nữa sao? Nghĩ đến đây, tay của Trần Biệt Giang bắt đầu run lên hắn ta có một loại dự cảm chẳng lành. Diệp Huyền nhìn nữ tử áo bào trắng, hắn hơi chần chừ sau đó hỏi, người biết ta sao? Nữ tử áo bào trắng mở bàn tay phải ra, thiên chu kiếm đó trực tiếp bay vào trong tay nàng. Thiên chu kiếm hơi sung lên, trông rất kích động. Đây là chủ nhân ban đầu của nó. Nữ tử áo bào trắng nhìn thiên chu kiếm nhẹ giọng nói, Ngươi từng có linh trí, tuy đã bị tiểu tử này xóa bỏ, nhưng suy cho cùng, kiếm thể của ngươi cũng sinh ra vì ta. Đột nhiên, Thiên Chu kiếm rung mạnh, một tiếng kiếm minh chấn động chân trời, kích động Diệp Huyền im lặng, hắn cảm giác được Thiên Chu kiếm này đang rất kích động. Tay phải của nữ tử áo bào trắng sờ nhẹ lên Thiên Chu kiếm, sau đó nhẹ giọng nói, "Ngươi làm rất tốt." Đột nhiên, Thiên Chu kiếm hóa thành một đường kiếm quang xoay quanh người nữ tử áo bào trắng. Nữ tử áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền đang định lên tiếng thì cách đó không xa, Trần Việt Sang vội nói, "Sư tổ nữ tử áo bào trắng nhìn về phía hắn ta. Sao? Trần Việt Giang trầm giọng bảo, sư tổ, Diệp Huyền này chính là tử địch của kiếm vũ môn ta. Tử địch sao? Nữ tử áo bào trắng hơi hít mắt lại, nàng chỉ về phía Diệp Huyền. Người nói hắn sao? Trần Việt Giang gật đầu, đúng vậy. Nữ tử áo bào trắng nhìn hắn ta. Người kêu ta hiện thân là để giết hắn sao? Trần Biệt Giang cảm thấy có hơi không đúng, nhưng hắn ta vẫn căng ra đầu gật đầu. Đúng, nữ tử áo bào trắng đột nhiên giận dữ quát các ngươi làm càn vừa dứt lời đột nhiên nàng tung một quyền mọi người còn chưa kịp phản ứng thì trần biệt sang đã trực tiếp bay xa nghìn trượng cùng lúc đó nhục thân của hắn ta trực tiếp vỡ nát chỉ còn lại linh hồn không chỉ thế linh hồn này còn đang tan biến với tốc độ cực nhanh thấy thế tất cả mọi người đều ngây người diệp huyền cũng mang vẻ mặt ngơ ngác đã xảy ra chuyện gì vậy rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy Tại sao lại như vậy chứ? Bạch y lão giả trong không trung cũng mang về mặt mơ hồ. Tại sao người mà đám người bên mình gọi ra đều giúp Diệp Huyền hết vậy? Tại sao? Người mông lung nhất vẫn là Trần Biệt Giang. Hắn ta không ngờ mình lại trực tiếp bị sư tổ nhà mình giết chết. Tuy bây giờ hắn ta vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn, nhưng cũng nhanh thôi vì nữ tử áo bào trắng không hề nương tay. Trần Biệt Giang nhìn nữ tử áo bào trắng với vẻ mặt khó hiểu. Sư tổ Tại sao? Nữ tử áo bào trắng nhìn Trần Biệt Giang, không ai được động vào hắn. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải, Trần Biệt Giang trực tiếp biến mất không còn bóng dáng nữa, hoàn toàn bị xóa sổ sạch sẽ. Trong không trung, sắc mặt của Bạch Y lão giả kia khó coi đến cực điểm, vô cùng khó coi. Một khắc này, hắn ta chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Ba thế lực, ba vị lão tổ tất cả đều đứng về phía Diệp Huyền, bên mình lại gọi ba kẻ địch ra ngoài. Bạch Y lão giả nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, tức giận hô: "Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi là thần tiên quái vật phương nào?" Bên dưới Diệp Huyền cũng khá là vô tội. "Thật ra ta cũng rất mơ hồ mà." Bạch Y lão giả đang định nói thì nữ tử áo bào trắng đột nhiên liếc mắt nhìn hắn ta, đáng chết. Vừa dứt lời, tay phải của nàng cách không túm về phía Bạch Y lão giả kia. Không gian mà bạch y lão giả đang đứng trực tiếp sụp đổ, mà bạch y lão giả ở trong không gian đó trực tiếp biến mất chẳng còn đâu nữa. Một lần này, hắn ta đã chết thẳng cẳng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người lão giả lưng còng hiên viên ra cách đó không xa, trở nên cực kỳ khó coi, kiêng rẻ. Sư tổ của kiếm vũ môn này cũng có quan hệ với Diệp Huyền. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này còn là có quan hệ không tầm thường nữa. Rốt cuộc, Diệp Huyền là thứ quỷ quái gì vậy? Tại sao tổ sư bên mình đều có cùng nguồn gốc với hắn? Tiên kiếm tông ngày trước cũng vậy. Sau này đánh nhau với Diệp Huyền, còn ai dám triệu hồi lão tổ nữa đây? Sau khi nữ tử áo bào trắng giết chết bạch y lão giả trong nháy mắt, đột nhiên nàng nhìn sang bên phải. Ở đó chính là vị trí của huyền hoàng chủ. Thấy một màn này, sắc mặt của huyền hoàng chủ thay đổi. Nàng vội vàng xuất hiện trước mặt đám người nữ tử áo bào trắng. Sau đó cung kính hành lễ, tiền bối, chúng ta, không có ác ý. Nữ tử áo trắng nhìn nàng mà không nói gì cả. Huyền Hoàng Chủ trầm giọng bảo. Tiền bối, tuy tạm thời ngươi đã giải quyết được nguy cơ cho Diệp Công Tử, nhưng thần điện đó vẫn còn tồn tại. Thần điện, nữ tử áo bào trắng hơi hít mắt lại. Là thần điện sao? Huyền Hoàng Chủ nhìn về phía nàng. Tiền bối biết thần điện sao? Nữ tử áo bào trắng im lặng. Sau một lúc nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nàng ta đang ở đâu? Nàng ta sao? Diệp Huyền sững sờ, sau đó hỏi, "Ai?" Nữ tử áo bào trắng nói, "Nữ nhân đó." Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó hỏi, "Tiền bối, nữ nhân nào có thể cụ thể hơn một chút được không?" Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền, "Đừng gọi ta là tiền bối." Diệp Huyền hỏi, "Vậy nên gọi ngươi như thế nào?" Nữ tử áo bào trắng im lặng một lúc rồi đáp, "A Thanh." "A Thanh sao?" Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, "Cái đó, A Thanh cô nương, tại sao ngươi lại giúp ta?" chúng ta từng quen biết sao? nữ tử áo bào trắng nhẹ giọng đáp: trước đừng dối dám chuyện này, ngươi có thể liên lạc với nữ nhân đó được không? chính là nữ nhân đã truyền thụ kiếm kỹ cho ngươi. nữ tử váy trắng Diệp Huyền cười khổ: không thể. nữ tử áo bào trắng im lặng. Diệp Huyền trầm giọng hỏi: tiền bối thần điện này rất lợi hại sao? nữ tử áo bào trắng đáp: không phải người mà ngươi của hiện tại có thể đối phó được. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó hỏi người có thể trực tiếp tiêu diệt sạch bọn họ được không? Nữ tử áo bào trắng im lặng, Diệp Huyền hỏi, không thể sao? Nữ tử áo bào trắng nhẹ giọng đáp, đây chỉ là một phân thân. Nàng nhìn về phía chân trời nói, rất xa, ta không có cách nào cảm ứng được. Rất xa, Diệp Huyền im lặng, rất xa, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền lo lắng, đúng lúc này đột nhiên giản tự tại nói, cứ để hắn tự giải quyết đi. Nữ tử áo bào trắng nhìn về phía giản tự tại. Giản tự tại cười bảo, không thể để hắn quá ỉ lại. Diệp Huyền vội vàng nói, Tỷ đây không phải là vấn đề ỉ lại. Thực lực của thần điện này không phải thứ mà ta của bây giờ có thể chống lại được. Giản tự tại nhẹ giọng nói, chúng ta giúp ngươi giải quyết thì ngươi làm gì? Uhm, Diệp Huyền nghẹn lời, giản tự tại nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, hắn nên tự trưởng thành, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử áo bào trắng im lặng, khóe môi của Diệp Huyền co rút nhẹ. Hắn đang định nói thì giản tự tại lại lườm hắn một cái. Diệp Huyền lập tức không dám nói thêm gì nữa. Lúc này còn nói nữa có khả năng sẽ bị đánh mất. Tính cách của giản tự tại này cũng không được tốt cho lắm đâu. Nữ tử áo bào trắng im lặng một lúc sau đó nói là nên tự mình trưởng thành. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Huyền khổ sở, lần này sắp thành bi kịch rồi mà lúc này nữ tử áo bào trắng lại nói, nhưng thần điện này ý lớn bắt nạt nhỏ. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía nàng, nàng lại nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ, có biết thần điện đang ở đâu không? Thần điện sao? Huyền Hoàng Chủ liếc mắt nhìn nữ tử áo bào trắng, nàng hơi chần chừ sau đó đáp, thương khung giới. Nữ tử áo bào trắng ngẩng đầu nhìn, bên trên sao? Huyền Hoàng Chủ gật đầu. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền, nàng giơ kiếm trong tay. Ta dùng trước, nếu ta không có cách nào trở về, nhớ kỹ, phải nghĩ đủ mọi cách liên lạc với nữ nhân đó. Nói xong, nàng định rời đi. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, a a Thanh, thần điện này rất lợi hại sao? Nữ tử áo bào trắng nhìn hắn, năm đó ta từng tiếp xúc với bọn họ, thế lực này cũng không đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, người cũng không đánh lại được sao? Nữ tử áo bào trắng đáp, đây chỉ là một phân thân ta để lại vào năm đó. Phân thân này thậm chí còn không được một phần mười thực lực của bản thể. Phân thân, Diệp Huyền đang định nói thì lúc này giàn tự tại ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, ta đi cùng ngươi. Nữ tử áo bào trắng liếc mắt nhìn nàng lắc đầu, không cần. Giàn tự tại cười hỏi, tại sao là ta yếu sao? Nữ tử áo bào trắng nhìn nàng, thế lực này không đơn giản như người nghĩ, không cần thiết phải hy sinh uổng phí. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sống thật tốt, người chính là động lực duy nhất để ta sống tiếp. Vừa dứt lời, nàng bấm ngón tay, một sợi kiếm quang chui vào mi tâm của Diệp Huyền. Hắn hỏi, đây là... Nữ tử áo bào trắng đáp, vị trí của một thanh kiếm trong đó, ta đã cảm ứng được cách nơi này không xa, nếu có thời gian thì đi lấy đi. Nếu nữ nhân điên kia không đến thì bốn kiếm hợp một có thể tự bảo vệ mình. Nói xong, nàng hóa thành một đường kiếm quang vọt thẳng lên trời. Một tiếng kiếm minh xé toạc chân trời. Một khắc này, toàn bộ người trong huyền hoàng đại thế giới đều nghe được tiếng kiếm minh này. Mà phía cuối chân trời ra xăm kia, một giọng nói giống như tiếng sấm vang vọng, dám động vào thần điện, chết, vừa dứt lời phía cuối chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, cùng lúc đó toàn bộ chân trời đen kịt một mảng, giữa sân chợt yên tĩnh trở lại. Qua một lúc, một thanh kiếm từ từ rơi xuống từ giữa không trung, thiên chu kiếm, mà lúc này trên thiên chu kiếm đã trải đầy vết nứt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức sững sờ, thiên chu kiếm bị hao tổn, nữ tử áo bào trắng thì sao đây? hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tầng mây đó có thể thấp thoáng thấy một thiên môn thiên môn cực lớn dài khoảng trăm trượng có một thanh kiếm màu đen tuyền lơ lửng ở phía trên thiên môn kiếm dài bốn tấc toàn thân màu đen trên kiếm khắc hai chữ tội uyên mà trước thiên môn đó, một lão già đang nhìn xuống bên dưới, ánh mắt của hắn ta rơi lên trên người Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng nhìn lão già, ánh mắt của lão già thờ ơ, giống như đang nhìn một con kiến. Diệp Huyền thu lại tầm mắt, lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm rơi vào tay hắn, nhìn Thiên Chu kiếm phủ đầy vết nứt, Diệp Huyền im lặng, hắn biết lần này thật sự gặp phải đối thủ rồi. Thiên Chu kiếm đã bị đánh nứt hắn hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì ngay lúc này lão già trước thiên môn đó đột nhiên nhấn ngón tay về phía diệp huyền trong nháy mắt phía chân trời trực tiếp xuất hiện một khe nứt to lớn trong khe nứt một luồng sáng đen giống như điện quang bắn xuống dưới nhìn thấy một màn này sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đó đều thay đổi giàn tự tại ở bên cạnh diệp huyền chợt xuất hiện trước tia sáng đen đó ngay sau đó nàng tung một quyền tới giàn tự tại lập tức trở về mặt đất mà luồng sáng đó thì lại nổ tung trước thiên môn lão già kia lạnh lùng nhìn giàn tự tại sau đó quay người biến mất dạng Lúc này, đột nhiên giản tự tại lao vụt lên trời. Rất nhanh, nàng đã lọt thẳng vào tầng mây. Im lặng trong phút chốc, một bóng người rơi thẳng xuống từ trên tầng mây. Người này chính là giản tự tại. Nàng trực tiếp xuống trước mặt Diệp Huyền. Mặt đất dưới chân mọi người trong sân trực tiếp sụp đổ. Đám người trong sân thì bị đầy lui lại liên tục. Diệp Huyền cũng lùi lại chừng mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, hắn vội vàng nhìn về phía giản tự tại ở cách đó không xa. Khóe miệng nàng có một vệt đỏ bị thương rồi. Sắc mặt của Diệp Huyền lập tức trở nên nặng nề hẳn đi. Giàn tự tại ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn, trong mắt nàng cũng hiện lên thêm vẻ nặng nề. Lúc này, sắc mặt của đám người huyền hoàng chủ trong sân cũng vô cùng tối tăm. Bọn họ đều biết, thần điện rất thần bí, thực lực cũng cực kỳ mạnh, nhưng không ngờ thực lực của bọn họ lại mạnh đến mức độ này. Lúc này, giàn tự tại nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, không đơn giản không đơn giản. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, chúng ta rút trước. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả lưng còng của hiên viên gia cách đó không xa, sắc mặt của người kia thay đổi, vô cùng đề phòng. Diệp Huyền nói, hai vị, các người cũng thấy rồi đấy. Người sau lưng ta đều có nguồn gốc với tổ tiên của các người. Người quang minh chính đại không nói lời mập mờ. Nếu hai vị bằng lòng theo ta, vậy ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa không nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt của lão già lưng còng và tộc trường vu tộc đó trở nên hơi kỳ quái. Vậy mà Diệp Huyền này lại muốn bọn họ quy thuận. Dường như biết hai người đang nghĩ gì, Diệp Huyền lại nói, cũng không phải là muốn các ngươi quy thuận ta, chúng ta chỉ hợp tác. Đương nhiên, nếu như các ngươi không bằng lòng, vậy thì cũng không sao, sau này chúng ta không ai nợ ai, nhưng cá nhân ta cảm thấy sợ là thần điện này sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lão già lưng còng nhìn Diệp Huyền, Tại sao? Diệp Huyền trầm giọng đáp, vì tổ tiên của các ngươi cùng một ruột với ta. Lão già lưng còng... Diệp Huyền liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, hai vị, bây giờ các ngươi còn có sự lựa chọn sao? Lão già lưng còng im lặng, tộc trưởng vu tộc cũng không nói gì. Hai người đều không ngu, hiển nhiên biết mục đích của hắn ta là muốn kéo bọn họ xuống nước. Mà nếu từ chối Diệp Huyền, bọn họ sẽ phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là thần điện thần điện sẽ bỏ qua cho bọn họ sau phải biết rằng tổ tiên của bọn họ cùng một ruột với diệp huyền nếu không từ chối diệp huyền điều đó có nghĩa là sẽ phải cùng diệp huyền chống lại thần điện mà thực lực của thần điện lăn lộn chung với diệp huyền sợ là sẽ không có kết quả tốt mà không lăn lộn với hắn phía bên tổ tiên nhà mình hai người đều rất giàu lo lúc này diệp huyền lại bảo hai vị sau lưng ta vẫn còn người còn người Nghe vậy, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi. Giờ khắc này, bọn họ mới nhớ ra một vấn đề, đó chính là tuy thần điện rất mạnh, nhưng Diệp Huyền yếu sao? Sau lưng tên này cũng có người cơ mà. Lúc này, Diệp Huyền chợt nói, thật ra, có khả năng ta cũng biết tổ tiên của thần điện, không lừa các ngươi đâu. Hai người... Đúng lúc này, Huyền Hoàng Chủ ở cách đó không xa lên tiếng, hai vị còn đang cân nhắc gì nữa? Hai người nhìn về phía nàng, Huyền Hoàng Chủ lạnh lùng nói, Trước đó, tổ tiên của hai vị đã ra tay với thần điện rồi. Hơn nữa, tổ tiên của hai vị là nhân vật tầm cỡ nào? Nếu bọn họ đã chọn giúp Diệp Công Tử, vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Các người cảm thấy thế nào? Lão già lưng còng im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Công Tử đã đắc tội nhiều, mong được lượng thứ. Tộc trường vu tộc cũng ôm quyền, trước đó đã đắc tội nhiều, mong Diệp Vương lượng thứ. Diệp Huyền cười đáp, không đánh không quen thân bây giờ chúng ta đều là người một nhà đi chúng ta rút trước hai người gật đầu lúc này huyền hoàng chủ chợt hỏi bên kiếm vũ môn phải làm thế nào kiếm vũ môn diệp huyền nhẹ giọng nói huyền hoàng chủ làm phiền ngươi giúp ta thông báo cho kiếm vũ môn một tiếng hỏi bọn họ có bằng lòng theo ta không huyền hoàng chủ cười đáp chuyện này chắc hẳn không thành vấn đề tổ sư của kiếm vũ môn có thái độ thế nào tất cả mọi người đều đã rõ ràng nếu kiếm vũ môn không muốn phản bội tổ sư của mình, vậy thì chắc chắn sẽ khuất phục trước Diệp Huyền. Phải biết rằng nữ tử áo bào trắng thậm chí còn chém chết môn chủ kiếm vũ môn chỉ vì hắn dám xỉ nhục Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên tầng mây, thiên môn đó vẫn còn, cũng không hề biến mất. Hắn im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía giản tự tại. Tỷ, chúng ta đi trước đi. Nói xong hắn quay người rời đi. Giản tự tại liếc mắt nhìn lên tầng mây, sau đó cũng rời đi theo. Về mặt của nàng nặng nề, rất nhanh mọi người đã rời đi, mà thần điện đó cũng không còn ra tay nữa. Diệp Huyền về Thiên Giang Thành. Trong đại điện chỉ có hắn và giản tự tại. Hắn trầm giọng nói, tỷ bây giờ nói đi. Giản tự tại nhìn hắn, thần điện đó rất không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, sao lại nói vậy? Giản tự tại trầm giọng đáp, Người có biết tại sao trước đó nữ tử áo bào trắng lại biến mất không? Diệp Huyền hỏi, cường giả của thần điện ra tay sao? Giản tự tại lắc đầu cũng không phải, mà là bị đạo tắc của mảnh thiên địa đó xóa bỏ. Diệp Huyền hơi nhíu mày, đạo tắc của mảnh thiên địa đó sao? Giản tự tại gật đầu, đạo tắc của huyền hoàng đại thế giới, ta cũng không biết nó là đạo tắc gì, ta chỉ cảm giác được một ít khí tức của nó. Diệp Huyền trầm giọng hỏi tiếp, rất mạnh sao? giàn tự tại gật đầu rất mạnh diệp huyền nhìn về phía nàng tỷ bây giờ ngươi là vị chi cảnh sao giàn tự tại lắc đầu bán bộ vị chi cảnh thôi chẳng qua xét từ tình hình trước mắt trong bán bộ vị chi cảnh không có ai là đối thủ của ta cho dù có đối đầu với vị chi cảnh thì ta cũng không yếu hơn đối phương hơn nữa chỉ cần ta muốn có thể tiến vào vị chi cảnh bất cứ lúc nào diệp huyền hơi sững sờ sau đó hỏi vậy tại sao ngươi Giản tự tại cười đáp, thời cơ chưa đến. Thời cơ, Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến gì đó, hắn cười khổ. Tỷ, lần này liên lụy đến ngươi rồi, thật xin lỗi. Giản tự tại liếc mắt nhìn hắn, một tiếng tỷ này ngươi gọi cũng trơn chu quá nhỉ. Diệp Huyền cười lấy lòng, một ngày làm tỷ, cả đời làm tỷ. Giản tự tại lắc đầu, đừng giờ trò, lần này đối mặt với thần điện, Ngươi cũng không thể có một chút khinh thường nào được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thật sự không có cách nào liên lạc với nữ tử váy trắng đó sao? Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền cười khổ, thật sự không có cách nào liên lạc được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Tuy ta không liên lạc được, nhưng đám người huyền hoàng chủ chắc hẳn có cách. Hắn vẫn chưa quên, lúc đầu Bắc Cảnh Vương và các thế lực khác cũng có thể tìm được nữ tử váy trắng. Giàn tự tại gật đầu, kêu bọn họ thử đi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Không lâu sau, hắn tới huyền hoàng giới. Trong huyền hoàng điện, huyền hoàng chủ nhìn Diệp Huyền. Người muốn tìm nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền gật đầu, có cách không? Huyền hoàng chủ nghĩ ngợi sau đó gật đầu. Chúng ta có thể thử. Thử, Diệp Huyền nói. Vậy trực tiếp bắt đầu đi. Huyền hoàng chủ trầm giọng nói. Chắc hẳn người đã có thể nhìn ra được thực lực của thần điện này. Người xác định nàng ta tới có thể chống lại được thần điện này sao? nữ tử váy trắng diệp huyền im lặng một lúc sau đó nói tuy ta không biết rốt cuộc nàng đã đạt đến cảnh giới gì nhưng ta cảm thấy có thể huyền hoàng chủ nhìn hắn người chắc chắn chứ diệp huyền gật đầu huyền hoàng chủ gật nhẹ đầu sau đó nàng nhìn về phía dương lão đứng bên cạnh kêu bọn họ chuẩn bị đi dương lão lặng lẽ lùi xuống diệp huyền nhìn về phía huyền hoàng chủ người có biết thực lực chân chính của thần điện không huyền hoàng chủ nhẹ giọng đáp trước đó ta cho rằng mình cũng coi như hiểu bọn họ nhưng bây giờ xem ra ta vẫn chẳng biết gì về thực lực của bọn họ hết nói đến đây nàng nhìn về phía diệp huyền bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng nữ tử váy trắng có thể đối phó được với bọn họ thôi bằng không trực giác nói cho ta biết chúng ta đều phải chết Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền quay người nhìn ra bên ngoài điện. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ lời mà nữ tử áo bào trắng đã nói trước khi rời đi, tìm nữ tử váy trắng. Rõ ràng thực lực của thần điện vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Lúc này đột nhiên Dương Lão đi vào, theo sau hắn ta còn có bốn người mặc áo bào đen, bốn người đều đeo khăn che mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thật sự. Bốn người đi tới trước mặt huyền hoàng chủ rồi cung kính hành lễ huyền hoàng chủ gật nhẹ đầu bắt đầu đi trong bốn người một người mặc áo bào đen dẫn đầu nhìn về phía diệp huyền mời diệp vương cho một bức họa về nàng ta diệp huyền gật đầu sau đó vung tay phải một bức họa rơi xuống trước mặt bốn người bức họa chân thật về nữ tử váy trắng bốn người vây thành một vòng tròn sau đó bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết rất nhanh không gian xung quanh hơi chấn động mà lúc này bức họa của nữ tử váy trắng đột nhiên bùng cháy không lâu sau, một mảnh sao trời xuất hiện trong ngọn lửa đó. Sao trời, thấy thế, sắc mặt của Diệp Huyền cứng lại, hắn nhìn chằm chằm vào mảnh sao trời đó, thời gian trôi qua từng chút một, trong ngọn lửa đó những mảnh sao trời qua lại như thoi đưa, cuối cùng sau khoảng 15 phút, hình ảnh mới dừng lại, sâu trong mảnh sao trời đó có một bóng người, thấp thoáng có thể thấy là một nữ tử diệp huyền nhìn chằm chằm vào nữ tử ấy hình ảnh càng lúc càng rõ ràng hơn mà đúng lúc này ngọn lửa đó đột nhiên bập bùng dữ dội sau đó trực tiếp nổ tung vô số đốm lửa văng ra tứ phía trong điện mọi người đều sững sờ diệp huyền nhìn về phía huyền hoàng chủ đã xảy ra chuyện gì vậy huyền hoàng chủ nhìn về phía bốn người mặc áo bào đen kia một người mặc áo bào đen trong số đó trầm giọng nói bệ hạ chúng ta không có cách nào nhìn trộm khu vực này huyền hoàng chủ hơi hơi nhíu mày là sao người mặc áo bào đen đáp có khả năng người đó đang ở trong một khu vực đặc thù mà khu vực này không phải là nơi chúng ta có thể nhìn trộm huyền hoàng chủ nhìn về phía diệp huyền người có biết nàng ta đang ở khu vực nào không diệp huyền lắc đầu không biết huyền hoàng chủ im lặng một lúc sau đó nhìn về phía người mặc áo bào đen có cách nào khác không người mặc áo bào đen lắc đầu Tinh vực này cách chúng ta quá xa. Hơn nữa, vị trí đó còn đặc thù. Chúng ta không có cách nào nhìn trộm. Không có cách nào nhìn trộm. Diệp huyền im lặng. Sau khi im lặng một lúc, huyền hoàng chủ lại nhìn về phía hắn. Người còn cách gì khác không? Diệp huyền lắc đầu. Không. Huyền hoàng chủ vất nhẹ tay. Lui xuống đi. Bốn người mặc áo bào đen và dương lão lặng lẽ lui xuống. Trong điện chỉ còn lại Diệp huyền và huyền hoàng chủ. Huyền hoàng chủ nhìn hắn tiếp theo người tính thế nào diệp huyền hỏi tại sao thần điện không ra tay ngay bây giờ huyền hoàng chủ đáp theo suy đoán của ta chắc là đang kiêng rè diệp huyền nhíu chặt mày kiêng rè sao huyền hoàng chủ gật đầu kiêng rè ngươi cũng kiêng rè đạo môn đó diệp huyền hỏi bọn họ là hai thế lực đối địch sao huyền hoàng chủ gật đầu chắc là vậy nhưng ta cũng không dám chắc chắn Nói xong, nàng nhìn về phía hắn. Người đã từng tiếp xúc với đạo môn, thấy thế nào? Diệp Huyền đáp, rất thần bí, mà hình như bọn họ đang trốn tránh gì đó. Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng bảo, vậy chắc là đang trốn thần điện đây. Xem ra giữa hai thế lực này chắc chắn có chuyện gì đó kỳ quái. Người có thể tiếp xúc với bọn họ thử xem rồi lôi kéo một chút. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng Chủ. Thái độ của ngươi thế nào? cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết huyền hoàng chủ này giữ thái độ thế nào nên nói là thái độ của đối phương có hơi mơ hồ huyền hoàng chủ cười đáp diệp vương người hỏi câu này thực sự khiến ta tổn thương đây từ đầu cho đến bây giờ hình như ta giúp diệp vương cũng không ít đâu diệp huyền mỉm cười hiểu rồi cho dù thế nào thì cũng cảm ơn ngươi chuyện phía bên thần điện đó vẫn mong huyền hoàng chủ cố gắng tìm hiểu thêm huyền hoàng chủ gật đầu bản thân ngươi cũng phải cẩn thận thần điện không ra tay thì thôi một khi ra tay chỉ sợ sẽ là hủy thiên diệt địa diệp huyền cười bảo hiểu rồi bảo trọng nói xong hắn quay người rời đi sau khi diệp huyền rời đi dương lão xuất hiện sau lưng huyền hoàng chủ hắn ta trầm giọng nói bệ hạ sợ là thần điện đã coi chúng ta là kẻ địch rồi huyền hoàng chủ cười đáp muốn có được lại không muốn trả giá trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy được Dương lão nói cho nên bệ hạ đã chọn Diệp Vương sao? Huyền Hoàng chủ nhẹ giọng bảo, ta chỉ có thể chọn hắn. Vì thần điện thế mạnh, chúng ta chọn bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không coi trọng, cũng sẽ không bàn lợi ích với chúng ta. Trong lòng bọn họ, chúng ta nên thuần phục bọn họ và chỉ có phục tùng mệnh lệnh của bọn họ. Cho nên chúng ta chỉ có thể chọn Diệp Huyền. Dương lão gật đầu, đã hiểu huyền hoàng chủ nói bây giờ phải xem nữ tử váy trắng sau lưng diệp vương có đủ mạnh hay không nếu đối phương không thể áp chế được thần điện vậy chúng ta đều phải chết nữ tử váy trắng người ở huyền hoàng đại thế giới đều biết sau lưng diệp huyền có một người chính là nữ tử váy trắng mà rốt cuộc nữ tử váy trắng ở cấp bậc nào thì lại không ai biết sau khi Diệp Huyền rời khỏi huyền hoàng giới, hắn tới đạo môn. Thế nhưng ngay khi hắn tới tòa thành dưới lòng đất trước kia đó, trong thành đã trống không, chẳng còn một ai hết. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, không phải chứ. Sau một lúc hắn lắc đầu quay người rời đi, khỏi cần nói cũng biết đạo môn này thấy chuyện không ổn nên đã chuồn mất rồi. Bây giờ chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Diệp Huyền về đến Bắc Cảnh, trong điện chỉ có một mình hắn, Hắn lấy Thiên Chu kiếm ra, lúc này trên Thiên Chu kiếm phủ đầy vết nứt giống như mạng nhện, Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên Thiên Chu kiếm, vô số kiếm ý rót vào trong đó. Sau khi cộng thêm kiếm ý, các vết nứt trên thân Thiên Chu kiếm bắt đầu dần dần được khôi phục. Nhìn Thiên Chu kiếm trong tay, trong mắt Diệp Huyền lộ ra vẻ áy náy, xin lỗi. Thiên Chu kiếm hơi rung lên, phát ra một tiếng kiếm minh, Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, thật ra thực lực của ta hoàn toàn không xứng với ngươi thiên chu kiếm mạnh không chắc chắn là một thứ vô cùng mạnh có thể nói cho tới tận bây giờ hắn chưa từng phát huy ra uy lực chân chính của thiên chu kiếm này không phải thiên chu kiếm không được mà là thực lực cá nhân của hắn quá kém đột nhiên thiên chu kiếm hóa thành một đường kiếm quang quay quanh người diệp huyền giống như đang thể hiện gì đó một lúc sau diệp huyền cười ha hả hắn bắt lấy thiên chu kiếm thanh kiếm rung lên một đường kiếm quang lóe lên trên thân kiếm rồi biến mất diệp huyền cất thiên chu kiếm đi sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu một thanh kiếm một thanh kiếm màu đen thanh kiếm đó lơ lửng ở một nơi nào đó sau một lúc hắn thu lại suy nghĩ bạch y nữ tử kêu hắn đi tìm thanh kiếm đó sau đó kêu hắn bốn kiếm hợp nhất bây giờ hắn đã có ba thanh kiếm kiếm của nữ tử váy trắng trên đỉnh tháp kiếm của bạch y nữ tử và kiếm của tiểu thất nếu tìm được thanh kiếm màu đen này nữa thì chính là bốn thanh kiếm rồi bốn kiếm hợp nhất sau khi diệp huyền im lặng một lúc hắn lấy ra một thanh kiếm cấp bậc thần cảnh và bắt đầu cắn nuốt phải tăng cảnh giới trước đã bây giờ hắn đang là đạo cảnh mà đạo cảnh chia thành thủy đạo cảnh chi đạo cảnh chứng đạo cảnh trường đạo cảnh thiên đạo cảnh sau đó là phong đế trên đế chính là thần cảnh sau đó là trí cảnh cuối cùng là bán bộ đăng phong và đăng phong cảnh. Nói cách khác, bây giờ hắn cách đăng phong cảnh vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nữa. Chẳng qua cũng may, bây giờ nhục thân của hắn là trí cảnh đỉnh phong, cảnh giới nhục thân cũng không kém. Diệp Huyền bắt đầu cắn nuốt thanh kiếm, cùng với thanh kiếm bị cắn nuốt, khí tức quanh người hắn trở nên càng lúc càng mạnh một trận chiến trên nhai sơn rất nhanh đã lan truyền khắp huyền hoàng đại thế giới diệp huyền hai chữ này lại một lần nữa xuất hiện bên tai mọi người diệp huyền của hiện tại đã được gọi là đệ nhất thiên tài tại huyền hoàng đại thế giới hơn nữa còn là đệ nhất kiếm tu thiên tài điều quan trọng nhất là chỗ dựa của hắn bây giờ rất nhiều thế lực lớn ở huyền hoàng đại thế giới đều đang âm thầm điều tra tra xem tổ tiên nhà mình có quan hệ với diệp huyền hay không trong đại điện khí tức của Diệp Huyền càng ngày càng mạnh, mà trong giai đoạn này, hắn đã cắn nuốt ba thanh thần kiếm. Giản tự tại cũng ở trong đại điện, nàng chỉ liếc mắt quan sát Diệp Huyền mà không nói lời nào. Sau một lúc, đột nhiên giản tự tại biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trong giới ngục tháp, nàng trực tiếp đi tới tầng 6, vùng tay phải một cái. Cửa ở tầng 6 trực tiếp bị đẩy ra, giản tự tại đi vào trong. Ở một góc nào đó trong tầng 6 có một người đang ngồi. Ngay khi nhìn thấy người đó, Giàn Tự Tại hơi hít mắt lại. Sao có thể? Sau một lúc, nàng rời khỏi tầng 6. Mà lúc này, trong tầng 1, đột nhiên Diệp Huyền đứng dậy. Một luồng khí tức mạnh mẽ trào ra từ trong cơ thể hắn. Giàn Tự Tại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chi đạo cảnh sau. Diệp Huyền gật đầu, Giàn Tự Tại nhẹ gật đầu bây giờ tâm cảnh và nhục thân của ngươi đều đã bắt kịp nhau chỉ còn thiếu một quá trình mà quá trình này cũng không thể đi quá vội được chẳng qua cũng không thể đi quá chậm bây giờ thực lực của ngươi móc nối với cảnh giới của ngươi cảnh giới không theo kịp thì thực lực sẽ bị suy giảm rất nhiều diệp huyền cười khổ lúc đầu ta chọn nghịch cảnh trùng tu sợ là một quyết định sai lầm giàn tự tại lắc đầu ngươi sai rồi bây giờ ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến có nguyên nhân rất lớn là vì ngươi nghịch cảnh trùng tu hiện tại cảnh giới của ngươi còn thấp nếu ngươi đạt đến đăng phong cảnh thực lực của ngươi chắc chắn sẽ vượt xa những cường giả đăng phong cảnh khác không đúng nên là nghiền ép mới phải trong những người đồng cấp rất ít người có thể so được với ngươi nói đến đây nàng nhìn về phía diệp huyền bây giờ thứ ngươi cần chính là thời gian Thời gian, Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ta còn có thời gian. Giản tỷ, ta phải đi tìm thanh kiếm đó, thiên giang thành này, giao lại cho ngươi. Giản tự tại gật đầu, ta sẽ thay ngươi chấn thủ nơi này, nếu có chuyện có thể trực tiếp liên lạc với ta. Diệp Huyền cười đáp, cảm ơn. Giản tự tại nhìn hắn, phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ. Sau khi nói chuyện với giản tự tại nửa canh giờ, diệp huyền rời khỏi đại điện nhìn về phía chân trời xa xăm hắn im lặng một lúc sau đó chợt biến mất hắn lặng lẽ rời khỏi thiên giang thành bây giờ tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút thiên giang thành này vẫn khiến hắn có hơi không yên tâm được hắn của hiện tại và trước kia khác nhau đã không còn là người cô độc nữa không đánh lại được thì chạy hắn của bây giờ chính là không đánh lại được cũng phải đánh vì sau lưng hắn chính là thiên giang thành những người này đã theo hắn từ hỗn độn vũ trụ tới đây. Chẳng qua cũng may, Thiên Giang Thành đã có giản tự tại tọa chấn, trừ phi thần điện tấn công ồ ạt, bằng không chắc chắn vấn đề không lớn. Chưa đến một lúc, Diệp Huyền đã tới một mảnh tinh không mênh mông, hắn ngự kiếm đi vào sâu bên trong, mục tiêu là thanh kiếm màu đen hắn cũng không biết vị trí chính xác của thanh kiếm màu đen chỉ biết một phương hướng đại khái vì thế chuyến này hắn cũng không dám đảm bảo nhất định sẽ tìm được nó nhưng hắn đã không có sự lựa chọn nào khác không liên lạc được với nữ tử váy trắng bây giờ hắn chỉ có thể đi tìm thanh kiếm màu đen này sau đó bốn kiếm hợp nhất bốn kiếm hợp nhất sẽ xuất hiện thứ gì thì hắn cũng không biết sau khoảng một canh giờ diệp huyền tiến vào một mảnh tinh không phía trước hắn cách khoảng mấy chục vạn dặm có một hắc động khổng lồ diệp huyền nhíu mày lực cắn nuốt của hắc động này quá mạnh hắn cũng không dám lại gần quá mà vị trí của bạch y nữ tử đó cho lại ở ngay đằng trước trong hắc động diệp huyền hơi lo lắng mà lực cắn nuốt của hắc động này quá mạnh hắn cũng không xác định được nhục thân của mình có thể chống đỡ được không sau một lúc cơ thể hắn rung lên rồi trực tiếp biến mất khi lại xuất hiện đã cách mấy vạn trượng diệp huyền cách hắc động đó càng lúc càng gần mà lúc này cơ thể hắn cảm giác như bị xé rách hắn không dám dừng lại sắc mặt nặng nề hẳn đi còn tiếp tục tiến lên sẽ chết người đúng lúc này diệp huyền dường như cảm giác được sắc mặt hắn lập tức thay đổi diệp huyền quay người phía trước cách không xa có một người mặc áo giáp đen đứng đó người mặc áo giáp đen cầm một thanh trường thương trong tay hoàn toàn không có chút khí tức giống như một con quỷ diệp huyền hơi nhíu mày thần điện sau người mặc áo giáp đen không trả lời mà đột nhiên biến mất hai mắt diệp huyền hơi híp lại rút kiếm ra chém bột đường một nhát kiếm giáng xuống, Diệp Huyền lập tức bị đẩy lui về sau mấy chục trượng. Chẳng qua trường thương trong tay người mặc giáp đen đó cũng đã nát thành bụi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn cánh tay run rẩy của mình, về mặt hắn dần dần trở nên nặng nề. Thực lực của đối phương không phải mạnh bình thường thôi đâu. Lúc này người mặc giáp đen bất chợt biến mất. Một luồng sức mạnh to lớn trực tiếp càn quét về phía Diệp Huyền hai tay hắn cầm thiên chu kiếm ngay khi người mặc giáp đen tới vị trí trước mặt cách hắn một trượng hai tay hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước một nhát kiếm chém xuống người mặc giáp đen đó lập tức bị đánh bay chẳng qua bản thân diệp huyền cũng liên tục phải lùi lại ở phía xa người mặc giáp đen đang định ra tay lần nữa nhưng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong sân dừng tay cùng với giọng nói đó vừa dứt một hồng y mỹ phụ xuất hiện ở trước mặt diệp huyền Xét từ vẻ ngoài thì mỹ phụ này khoảng 30 tuổi, dáng người đẫy đà, giống như một trái đào chín mọng, trông rất quyến rũ. Mỹ phụ nhìn Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền đang định trả lời thì đột nhiên mỹ phụ nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi sững sờ sau đó hỏi, ngươi biết ta sao? Mỹ phụ nói với giọng lạnh lùng, Diệp Vương, hình như Khương tộc chúng ta không có ân oán gì với ngươi thì phải. Khương tộc sao? Diệp Huyền hơi nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua khương tộc này mỹ phụ liếc mắt nhìn hắn diệp vương chúng ta cũng không muốn tham gia vào chuyện của ngươi với thần tiện diệp huyền gật đầu lần này ta tới chỉ để tìm một vật mỹ phụ nhìn diệp huyền vật nào diệp huyền chỉ về phía hắc động cách đó không xa khương tộc ở bên đó mỹ phụ không trả lời diệp huyền nghĩ ngợi sau đó hắn lại nhấn một cái một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trước mặt mỹ phụ thanh kiếm này chính là thanh kiếm màu đen mà bạch y nữ tử kêu hắn tới tìm nhìn thấy thanh kiếm này hai mắt mỹ phụ lập tức híp lại ngươi tới tìm thanh kiếm này sao diệp huyền gật đầu nhìn về mặt của các hạ chắc là biết kiếm này ở đâu mỹ phụ nhìn hắn kiếm này chính là bảo vật chấn tộc của khương tộc ta khương tộc Diệp Huyền im lặng, lần này có hơi khó giải quyết rồi đây, hắn không ngờ kiếm này đã có chủ rồi. Mỹ phụ lạnh lùng nói: "Mời Diệp công tử về cho." Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói: "Vậy có thể cho ta mượn dùng kiếm đó được không?" Mỹ phụ nhìn hắn, Diệp Vương đang nói đùa đấy sao? Diệp Huyền lại đáp với vẻ nghiêm túc: "Chỉ mượn dùng một chút thôi." Vẻ mặt của mỹ phụ không thay đổi, không cho. Diệp Huyền im lặng. Mỹ phụ nhìn hắn, Diệp Vương, chúng ta không muốn xuất hiện mâu thuẫn gì với ngươi, kiếm này là vật của Khương tộc ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào trong tay người ngoài đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hiển nhiên, hắn sẽ không cưỡng ép, bây giờ hắn có thể không gây thù chuốc oán mới là tốt nhất. Hơn nữa, Khương tộc này cũng không phải là thế lực bình thường, một mình hắn chắc chắn không làm gì được đối phương đương nhiên hắn cũng sẽ không từ bỏ như vậy thanh kiếm màu đen đó chính là mấu chốt thấy diệp huyền rời đi mỹ phụ cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm khương tộc cũng vô cùng kiêng rè diệp huyền này đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên diệp vương dừng bước diệp huyền dừng bước chân hắn quay người nhìn về phía mỹ phụ mỹ phụ lại nhíu chặt mày một lúc sau nàng ta nhìn về phía hắn tộc trường có lời mời tộc trường có lời mời Diệp Huyền gật đầu, làm tiền dẫn đường. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay người rời đi, cùng với người mặc giáp đen. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 126 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại